Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này có tên là Synergy, chủ đề mà xây dựng bối cảnh người ngoài hành tinh. Đây, con game này lúc trước tôi đã chơi một lần cái bản mà demo trên cái đợt Steam Next Fest rồi. Này thì nó cũng ra cái phiên bản chính thức nhưng vẫn đang trong cái dòng Early Access gọi là trải nghiệm sớm á. Anh em có thể trải nghiệm con game này, tuy nó chưa có hoàn thành đầy đủ nhưng mà nói chung cũng có một số cái giá trị chơi. Đây, game này thì lúc trước là tôi chơi thì cũng chỉ biết qua sơ sơ thôi. Tí nữa thì chúng ta chơi lại lần nữa để coi nắm bắt thông tin sao. Điểm ấn tượng của game này á, là cái nền tảng đồ họa nó làm rất là tốt luôn, âm thanh nó làm cũng rất là ổn nữa. Chúng ta xây một cái thành phố rất là hòa hợp với thiên nhiên nè, rất là nhiều cây cỏ bao bọc xung quanh. Là anh em nhìn thiết kế giao diện mà cái phần nhìn á, giao diện người dùng UX UI á, nó rất là đẹp luôn. Còn đây là mấy cái công trình kiến trúc trong game, nó cũng có một số hoạt cảnh động nữa. Mấy cây nhỏ nhỏ này là chảy máu hay ta? Hay là lấy được máu từ nó? Chúng ta có thể đi khám phá những bán đồ, đi thu nhập mấy cái tài nguyên. Nói chung chúng ta là một trong số những cái người lưu vong trên cái hành tinh này thôi. Có ốm đau bệnh tật rồi qua đời nữa. Game này đồ họa làm rất là đẹp nha, anh em nhìn thiết kế cái giao diện nó rất là đã luôn. Còn cái âm thanh như lồng tiếng, cái giọng nói chuyện nãy giờ nghe cũng rất là vui tai nữa. Add others to relics bearing secret knowledge. Đây là cái cây nghiên cứu à. Our village thrives. Game vẫn đang trong giai đoạn Early Access và họ sẽ kéo dài cái thời lượng này trong vòng một năm. Trong cái giai đoạn Early Access thì giá có thể tăng khi mà cập nhật thêm cái lượng content. Anh em bây giờ là có thể trải nghiệm được con game này đó. Giá game thì cũng hơi cao một tí, khoảng 300.000 lận. Ngôn ngữ thì có khá nhiều ngôn ngữ nhưng không có tiếng Việt của chúng ta. Đây, chúng ta xây mấy cái đường lối nhìn rất là thích mắt nè ha. Này giao diện khám phá bản đồ, cái này là cây kỹ năng, còn cái này là thành phố của chúng ta. Xây đường như thế này chắc là cũng chuẩn chỉ lắm rồi đó. Cây cỏ vào nhóm với anh à. Đây là những cái lựa chọn đưa ra những cái quyết định đó, nó giống con phát minh không ta? Khi mà mấy cái lựa chọn của mình có thể đẩy người dân vô cái bờ vực nào đó. Mới ra mắt mà 50 đánh giá thì cũng tương đối thành công rồi, nhất là giai đoạn Early Access thôi. Game này của Dev là Legit Studio. Khá nhiều game à. Họ nhảy ra chủ đề mới, còn đây là nhà phát hành Goblin Public. Goblin này á, thì tôi chơi rất nhiều game của họ rồi. Hầu hết là đã chơi rất nhiều luôn, hơn 50% á, có thể nói là như vậy. Game này thì tôi đã chơi rất nhiều phần trên cái kênh của tôi này, nên có thể lên coi 4-5 phần luôn. Đây là con game anh em có thể đóng vai vào CEO, quản lý cái hầm ngục của mình. Tương tác rất là nhiều trong đó. Game này thì tôi chưa có chơi, chưa biết. Game này thì tôi đã chơi rồi, dạng Roguelike thẻ bài. Nhưng mà cái góc nhìn của nó như cái góc nhìn thứ ba vậy đó. Yếu tố hoạt ảnh, hành động nó làm rất là tốt luôn. Nhưng mà cơ bản cái phần chính của nó vẫn là Roguelike thẻ bài thôi. Được cái là đồ họa nó mãn nhãn hơn rất nhiều. Game này thì nó dạng cargo bàn cờ vậy đó. Chúng ta đặt mỗi quân cờ lên rồi đấm nhau. Hôm nào tôi ghép và quay cho anh em con game này nè. Tôi vẫn còn dư một vài cái chi của nó. Tôi mua trong mấy cái gói bundle game á, nên nó còn thừa ra. Sau game này con game anh em chỉ nhảy tới nhảy lui thôi. Tôi chơi cái đồ go logo rồi, game chính thì chưa có thời gian chơi. Đó, anh em bôi cái vũ khí vô nhân vật của mình, mỗi lần di chuyển qua trái phải thì nó lại bêm ra. Đây là cái đợt go logo tôi đã chơi rồi. Terraform này cũng trong cái bundle mới đây luôn. Anh em muốn thì có thể là mua lại với cái giá nó khá là tốt à. Chủ yếu là xây dựng quản lý thành phố trên sao hỏa như thế này. Còn cái này thì bên là băng, bên kia hỏa thì bên này băng. Game này lúc trước là đã từng miễn phí một lần hay gì rồi đó, tôi nhớ có nhận ở đâu đó. Hay là qua cái gói bên đời hay ai gửi cũng không nhớ nữa. Nói chung game khá hay. Thì Go How này cũng vậy luôn. Anh hùng một giờ nè. Còn game này cũng lối chơi nó rất là chi tiết nữa nha. Không phải đơn giản là anh em xây xây mấy pixel rồi đâu. Tính toán khá nhiều quá. Đây game thẻ bài tiếp luôn. Đó, lên party lên 6 người. CEO hầm ngục. Mấy con bên dưới này hình như tôi chưa có chơi. Mấy bên dưới này tôi chưa có chơi nhiều. Nói chung là bên hãng này chơi cái lối chơi mà tên bay á rất là nhiều luôn, hầu hết là theo lượt. Game này thì tôi đang up cái video lên, nó render không biết làm sao mà YouTube render 4-5 ngày rồi. Nó vẫn chưa render xong đó. Nhà tôi up cái video full game lên, đây nè, 4K nó vẫn đang render nè. Mà nó render cả mấy ngày trời luôn rồi. Tôi không biết đến khi nào xong để mà up lên cho anh em coi nữa.
Game này thì dạng xây dựng một cái thành phố ngọn hải đăng. Chúng ta có những cái con mà dạng như động vật ở dưới nước, ở trên cạn như rùa biển hay là mấy con hải ly hay chuột túi gấu rồi đó. Nó sẽ giúp mình xây dựng cái thành phố để lên phát triển từng ngày chống lại mấy cái cơn mà gọi là sóng thần hay là khí hậu khắc nghiệt gì đó. Nói chung là game cũng thú vị, tương đối ổn. Rồi, nay chúng ta sẽ chơi qua con game Synergy này. Chúng ta vào game thôi, nãy giờ lẩm nhẩm nhiều quá. Game thì tôi mở nãy giờ nè. Đây, chúng ta chuyển qua cái cửa sổ game. Nhưng mà hồi trước tôi chơi cái bản Go Logo á, không hiểu sao họ lại đồng bộ cái file xếp qua con game chính này luôn. Nên cuối cùng là chúng ta lại chơi cái con game mới này, nhưng mà vẫn có file xếp cũ. Nên chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Ở đây có ba cái viễn cảnh, Tutorial, Story Mode và Sandbox. Nhưng mà trước mắt thì tôi chơi Tutorial trước đã. Khi nào game update nhiều nhiều cái lượng content hay game mắc bản chính thức á, thì chúng ta mới bắt đầu tập trung chuyên sâu vào hai cái mod này. Tôi ghi thì chắc họ vẫn chưa hoàn chỉnh trong bản Early Access này đâu. Phiên bản này cũng khá là thấp. Nên chúng ta chơi cái tutorial hướng dẫn ban đầu cho nó làm quen cái đã. Thực ra thì cái đợt demo tôi chơi cũng có bao nhiêu đâu. Nên cũng không nhớ, không biết gì hết. Độ khó không chỉnh được à. Sao game không nghe tiếng gì cho anh ta? Anh em có nghe tiếng gì không vậy? À, giờ nghe nè. Có đẹp giống như là một cái map sa mạc gì đó. Chúng ta là một nhóm những người dân di cư bị đuổi khỏi cái hòn đảo của mình nên bắt đầu sống tha phương đến đây. Cái mục tiêu để chiến thắng là đạt được 1.500 điểm hoặc là 2.500 điểm. Lúc trước thì tôi chơi là tôi đạt được 1.800 điểm nè. Phân tích mấy cái thực vật trong cái nhà máy nghiên cứu để hiểu hơn về cách mà nó hoạt động. Game này thì chúng ta là không có trồng trọt chăn nuôi gì á, chủ yếu là sống hòa hợp với thiên nhiên, tức là cái gì có sẵn mình tận dụng cái đó. Đây là cái đoạn tóm tắt hồi nãy thôi, dạng chúng ta tha phương người sống ở một cái ốc đảo như thế này. Cư dân của mình thì sẽ cần nước sạch để mà sinh tồn. Để đạt được nước sạch đó thì chúng ta cần phải bôi cái ba chon này để lấy nước, cho nó đưa nước vào cái nhà máy để nó xử lý ra cái nước sạch. Khi mà có nước sạch rồi á, hoặc là nước bẩn luôn, thì chúng ta sẽ đưa nó vào một cái cellar như thế này. Ủa, đưa nó vào một cái mà quay lên qua tờ tower là dạng cái tháp dưới nước á, rồi sau đó là cái nước này sẽ được sử dụng trong mà nấu ăn hay là rất nhiều thứ liên quan đến ẩm thực. Chúng ta sẽ xây một cái nhà kho dưới lòng đất hoặc là cái cellar. Anh em nhìn nó có cầu thang đi xuống lòng đất nè, thì ở sa mạc mà đôi để mà giảm nhiệt độ thì xây dưới lòng đất nó mát hơn. Còn cái nhà kho nhỏ này nó sẽ chứa tất cả các loại tài nguyên luôn, di chuyển camera chụp giữa hoặc là chụp phải. Ok, rồi mình bôi cái pha chon đã. Đây hôm đây đó, bôi cái pha chon này, bôi đi dẫn rồi. Sau đó bôi hai cái nhà máy xử lý nước sạch luôn, rồi chúng ta lại xây đường. Trục đường chính của chúng ta đây dài rất là dài luôn nha. Bên này là cái trục đường phụ đi, cũng tương đối dài ở đây được rồi. Sau đó bôi cái nhà máy xử lý nước sạch, chúng ta đặt ngay chính giữa này luôn. Đây, đây là tốc độ của trò chơi hiện tại là fit 1, nó chỉ có 3 mắt thôi, fit 1, x2 và x4. Cái này nó vừa tới mép này luôn hả, phải gì không? Đúng rồi, nó ngay cái ô này. Rồi đây là cái khu dân cư chính của chúng ta, xây quanh cái bình chứa nước lớn này. Bây giờ xây ba cái rồi. Ok, bây giờ gán hai cư dân vào cái chỗ này để nó lấy nước. Rồi bên này cũng tương tự gì luôn, gán một cư dân vô, gán một cư dân vô.
Nước này nó có thể chứa theo hai cái cấp độ nước định nè. Bây giờ chúng ta đã có thể xử lý nước được rồi. Nó có thể tưới tiêu và phát triển các bền vững. Tuy nhiên á, thì các mùa rồi sẽ đến và đi. À, tức là game này có cơ chế theo mùa đó. Nó giống với cái con mà Timberborn, con game mà chuột chuỗi xây nhà, cũng có các mùa luôn, mùa khô, mùa hạn gì đó thì cần rất nhiều. Nên chúng ta chống lại cái mùa khô á, thì phải thu nhập rất là nhiều nước. Đây nè, nước sạch trong thành phố á, thì sẽ được phân phối đến mọi người để sử dụng vào cái mùa khô á. Mùa khô là dry season này nè. Nước thì sẽ tụt rất là nhanh luôn, không có chứa được nữa, rất là khó khai thác. Rồi cư dân mình cũng cần nhiều nước hơn nữa. Mỗi mùa sẽ kéo dài 40 ngày. À đây, mới vô là 10 ngày đó hả? Một chu kỳ á, sẽ kéo dài 40 ngày nè. Chúng ta đang chu kỳ 1 thôi. Chu kỳ 2, 3, 4 thì nó cũng là nắng, cũng chưa có đáng kể cho lắm. Rồi, bây giờ chờ mấy anh dân mà lấy nước, thu nhập nước. Khi mà đang mở cửa sổ này á, đây nè. Nhấn Escape kép á, thì đừng lên bật lên cái main menu này. Nhấn Escape kép lên, đóng cái cửa sổ này xuống nè. Đây là cái cơ bản của game xây dựng đó. Chứ đang bật cái cửa sổ nhấn Escape kép, nó bật cái main menu lên cái nữa, rất là mất thời gian. Ủa, lấy nước đi anh em. Lười á. Mười nước mỗi 2 ngày. Bên đây thì mỗi 7 ngày nó sẽ xử lý xong cái 20 nước này. Tức là x3, x4 thời gian thôi. Tức là trong vòng 8 ngày đó, mình sẽ lấy được 80 nước. 80 nước thì mình đưa qua đây, mỗi bên 20, không nhiều. Mình thêm dân vô thì nó có hiệu quả lên không? Có nè, có nè. Thôi, tiết kiệm dân đi, đầu game làm gì có dân nhiều. Tổng cộng có 10 thôi. Cái bình nước này chúng ta có thể tăng cái dung tích lên đó nè nha. Đây. Đây nó báo người 10 người dân của chúng ta chưa có nhà nè. Cái này cái nhà kho nhỏ hả? Đây con cái này, nhà kho chắc tặng ở đây đi. Nhà kho này cần 20 cái vỏ cây. Tài nguyên của chúng ta là 85 cái vỏ cây, 50 cái thanh tre. Đất thì mới có 10 cục đất à. Xây cái nhà kho nhỏ này để nó chứa mấy cái tài nguyên mình cắt tỉa đây nè. Đó, kiếp ao cái nè. Nhà thì có cư dân trong cái nhà này sẽ cần 3 loại đồ ăn, thức uống với mà nơi đi ngủ nghỉ. Ăn uống ngủ á, nói chung khá đơn giản luôn. Bây giờ mấy cái tài nguyên này sẽ được cung cấp qua một cái nhà kho chứa thức ăn gọi là cái cellar đó, nên sẽ đặt trong cái cellar này trong cái phạm vi mấy cái nhà. Tài nguyên thì sẽ tự động được đưa vào đây. Đây là cái số lượng tài nguyên trong kho, càng nhiều thì họ càng đỡ phải đi lại. Sao mà nhiều thứ như vậy nè, nhức đầu quá. Để mà ưu tiên cái nào thì mình chọn cái đó. Rồi, tóm tắt đơn giản vậy đi. Nhà, nhà chúng ta có 3 loại nhà. Cơ bản thì nó vẫn chứa là 4 người cả.
Ô nó cũng là 3x3 luôn, nhưng mà sao ta? À nó sẽ khác cái tài nguyên xây dựng cái dòng cuối cùng ở đây nè, hai chục đá nè. Hai mươi đá nè. Cái này 20 thêm 10 cái vỏ cây. Vỏ cây mình 85 lần rất là nhiều luôn. Cái này có 4 vỏ tre à. Mình 49 xây cái nhà này đi. Xây nhiều thì nhiều nhà luôn. Sau này đó phải xây nữa. Đó anh em thấy chưa, suy nghĩ nãy giờ đau cái đầu. Đá của mình có đủ không trời? Mình có 30 đá nha. Nó chưa có lụm ở đây nữa nè. Nhặt đá vậy các bạn ơi. Rồi, bôi một cái xeo la để họ trữ cái đồ ăn trong này. Thiếu đá hả? Thiếu dữ luôn á. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là cái gì đây? À, đang chưa có cái chỗ mà chứa thức ăn là đang xây nè. Ưu tiên cái này trước. Đá thì đi nhặt ở đây về đi mấy anh. À anh nhặt đá đi xây tính đâu mà không biết tại sao là không có đưa đá vô cái kho nào. Ưu tiên cái kho lên luôn. Rồi mình sẽ xây dựng cái này đầu tiên, nó chỉ thiếu đá thôi. Ủa mình bật cái ưu tiên cái kho này là tài nguyên nó vận chuyển từ bên đó bên đây á. Thôi thôi không cần đâu, cứ để bên đây đi. Đó, đi ra tỉa mấy cái cây này lấy đá đâu vô ấy. Chúng ta qua mùa khô thứ hai nè. Làm việc đi các bạn ơi. Sala này sắp xây xong rồi. Có nhà, có cửa, có bất động sản ngon nghẻ đi ngủ luôn rồi đó. Có thêm cái đồ chứa thức ăn nữa là ngon. Mà chúng ta ăn cái gì đó? Ăn nấm à? Hay là cái này hạt giống? Đó, nãy giờ chúng ta ăn khá là nhiều đó nên sắp hết thức ăn rồi. Bây giờ phải tìm và nghiên cứu mấy cái loại trái cây ở xung quanh đây. Coi là trước khi ăn nó phải nghiên cứu coi nó có ăn được hay không nữa nha. Mình sẽ xây dựng mấy cái công trình nghiên cứu này, sau đó đưa những cái cư dân đi nghiên cứu cái loại thực phẩm đó. Cái loại thực phẩm đó thì rất là nhiều loại luôn. Nó sẽ chăm sóc sức khỏe nè, có gai nè, cái nhiệt độ sinh trưởng bao nhiêu nè. Chúng ta là sẽ khai thác ngay cái này, phân tích nó. Có hai cái loại thu nhập chính. Đây là ba cái loại thu nhập nè, chăm sóc nè, cắt tỉa nè, với mà cắt cành nè. Thì mỗi cái nó sẽ cho mình một loại tài nguyên khác nhau. Còn khi anh em give out này đó là cắt bỏ luôn á, thì nó coi như là phá hủy cái đó luôn. Còn cái này mình dạng như là cây trồng lâu năm á, mình khai thác một lần rồi để nó phát triển lại mình khai thác tiếp, nói chung là nó tuần hoàn vĩnh viễn luôn. Đây là bui một cái nhà máy nghiên cứu và một cái fit A, cái nhà máy nghiên cứu cái bóng đèn phải không? Đây 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 cái nhà máy nghiên cứu đây, chắc tôi đặt nó ra ở ngoài này. Cái bóng đèn là cái gì đó? Nó có hiệu ứng trong 12 ô vậy nè, tôi vẫn không hiểu cái này.
Tại sao nghiên cứu mà lại cần có nhiều ô nữa? Bươi một cái fit A cabin. À đây đây đây. Cặp bên luôn ha. Rồi. Cái này nó tới hai loại lần nên xây hai cái đi. Chúng ta xây đường. Nói qua luôn. Bây giờ cái này chúng ta nghiên cứu cái bề mặt của cái vật chất, còn cái dưới này phải unlock trong cái bộ kia nữa. Nghiên cứu cái này nè, cái này nè, cái này nè, cái này nó là cái gì đó, quất luôn đi. Cái nào lít được mình cứ lít hết. Cái này nữa nè, cái này trùng nhau rồi, trùng nhau rồi. Ủa hai cái này là một hả ta? Nó là cái nấm khổng lồ nè, Giant Finger nè. Vậy mình còn ngẩn cây này đi. Rồi, chúng ta tạm thời trước mắt thì nghiên cứu những cái này. Watergi Fort. Bên này thì chúng ta có thể giao cho nó nhiệm vụ, một á là đi hái lượm, còn hai á là đi cắt tỉa. Đây là hái lượm nè. Còn cái nhà này tôi sẽ cho nó thành cái nhà cắt tỉa, gán công nhân vô đã. Bên này cũng phải có công nhân luôn. Làm sao biết mình có bao nhiêu công nhân ta? À, còn lại 7 cư dân. Đó, mình có thể là 7 người đang rảnh rỗi nên mình có thể gán vô thoải mái luôn. Bây giờ họ đang nghiên cứu cái cây này đi. Water Fort. Đây, nghiên cứu đã thành công, đây là kết quả báo cáo. Cái cây nhọn nhọn giống như mà cây tre có từng cái lớp như thế này á, thì khi mình cắt luôn á, gọi là gip out nó, thì nó sẽ cho ra cái vỏ cây đây nè. Còn khi mình lấy bằng tay á, nó sẽ cho ra cái vỏ cây luôn. Còn khi mình cắt tỉa thì nó cho ra cái gì nè, cái này là cái quái gì vậy? Nó dạng như cái mầm cây vậy đó. Cái này là cái điều kiện sống của nó, mình chưa biết nó ra sao cả. Sau này có khả năng chúng ta sẽ xây những cái gì đó đáp ứng cái điều kiện sống nè. Hơi mệt nha. Thấy là bắt đầu hơi bị phức tạp dữ rồi đó. Hơi bị lú. Bây giờ Wintergy Fort là cái gì đó? Cây này mình chưa phân tích xong. Vậy là chưa có cây mình phân tích rồi. Cái vỏ cây mình 45. Này chấm than là gì? À nó mới xây xong. Bên này chúng ta sẽ cho nó đi hái, còn bên này chúng ta sẽ cho nó đi cắt. Rồi. Cắt thì nó cho ra loại tài nguyên khác, cắt thì nó cho ra là cái mà coi như là cái hạt vậy đó. Còn bên hái thì nó cho ra cái vỏ. Đây đây đây, mới nghiên cứu xong cái gì nữa nè. Cái cây này dạng như cái bụi mà những cái cây dâu vậy đó. Khi mà chúng ta cắt nó luôn á, kiếp ao nó luôn á, cúp nó luôn á,
thì nó cho ra cái rễ. Mình cắt tỉa thì nó ra cái rễ, còn mình hái thì nó cho ra cái quả. Tiếp theo là cái trái bí đao này. Khi mình hái nó sẽ là gây cho mình chảy máu, gây vết thương. Cái dạng như trái dưa hấu này á, thì không được hái, chỉ có thể cắt thôi. Chỉ cái dạng như cái trái dưa hấu. Ủa, là cái cây nào? Cây này mà phải không? Cây này thì chỉ có thể cắt thôi nè. Để nguy hiểm lắm, để mình hái vô là mình gãy tay luôn á. Đây, 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 đây nữa. Bên này nhiều quá vậy. Rồi, ok, cho nó làm việc đi. Nghiên cứu nè, mình cần phải nghiên cứu thêm một cái cây bên này nữa. Tôi mới thấy cây mới nè, đó giống như cây san hô vậy á, cây bự luôn. Cây này hình như là đây nào, phải không? Rồi, làm việc đi. Hái này thì sẽ được những cái quả dâu, còn cắt nó thì được cái gì ta? Cắt nó ra cái rễ, mình cũng tranh thủ mình cắt nó một miếng luôn. Bên này mình hái rồi, bên này mình cắt nó lấy một tí rễ luôn. Đây một đống dưa hấu nữa nè. Đây là cái tài nguyên. À, mình có thể chế tạo thêm một số cái công cụ ở trong cái lò rèn hoặc là mấy cái đồ thức ăn á trong mà cái gian bếp này. Rồi, ok. Khi mà cái công trình được xây dựng nó sẽ có cái hiệu ứng như này, càng nhiều người làm á thì cái hiệu ứng nó càng tăng lên. Còn bên này á, đây là những cái nguyên liệu đầu vào. Rồi, ok. Bên này thì chúng ta có thể chọn những cái tài nguyên đồ ăn này ở đây. Bây giờ nhiệm vụ là xây cái gian bếp. Coi cái phân tích cái cây nấm này, mình cắt tỉa thì nó ra trái nấm thôi, còn lại không biết cái hành động này nó làm cái gì. Cái cây cải bắp này á, cải bắp này thì mình nhặt tay thì nó ra hai loại luôn. Khi mình nhặt tay thì nó ra một trong hai loại này hả? Bogit Workshop có thể tương tác với cái cây này. Nó là cái quái gì? Mình có thể lấy được hạt giống của cái cây này nữa. Vậy là cái cây này mình dùng tay đi, dùng tay mình lấy được hai loại nguyên liệu luôn. Còn mình cắt thì nó ra một loại nguyên liệu. Cái cây như cái cây san hô vậy nè, mình cắt thì nó ra cái này. Mình cắt là cái cây nó chết luôn. Còn cái cây bự bự chà bá nè, giống như cái cây mà hoa anh đào vậy đó, thì vẫn chưa nghiên cứu được. Cái đó chắc về sau. Vậy là cái cây nấm này, cây cải bắp này nè, mình hái nó bằng tay. Có dính vô trái dưa hấu nào đó không ta? Không không.
Cái map này nó cũng có vẻ khá là nhỏ nha. Đi đến đây là hết rồi nè. Rồi, chúng ta lại tiếp tục làm việc thôi. Bây giờ xây một cái bếp. Quên nó, quên nó. Đây cái lò rèn và một cái bếp. Lò rèn đây. Nhấn shift để quay à. Cái cây này vướng đường nha. Tự nhiên mọc ở đâu ra cái cây này nó vướng đường hết luôn á. Có khi là tôi ngắt nó luôn. Thôi để lại đi. Dân của chúng ta làm việc hơi bị mệt. Bây giờ cho nó làm ra 40 cái dĩa thức ăn và 10 cái bộ công cụ này. Đây, dĩa thức ăn đây. Công thức ở đây là mình có thể nấu từ trái dâu với mà trái chuối với nước thì nó ra được cái món này. Dâu chuối nước ra cái món này. Nước thì thông thả đi, nước mình 200 lần. Cái đồ ăn của mình nó nằm đâu ta? Chết là không có trái nào ở trên sao mà nấu? À đây, có 25 trái dâu à, chưa có trái chuối nào cả. Cái đó gọi là rau á, nhưng mà nó giống trái chuối nên kêu là chuối đi. Công thức mình hiện tại chỉ nấu được một cái này hoặc là mấy cái nhựa hoa gì thôi. Đâu rồi? Đây có 24 cái nhựa hoa nè, cho nó nấu cái món dưới này trước. Lúc con Linh nè. Đâu món này nè. Nhuyễn hoa với nước thì nó sẽ ra cái này cho người vào làm. Đồ ăn chắc cần nó cho hai người đi. Nghiên cứu thì hết việc rồi, nghỉ, không có làm nữa. Thêm người vào này. Ủa mấy cái tím tím này là người nó đi vào nó làm đó. Bên này thì nước với rễ cây. Hoặc là đá với nước. Nước với rễ cây đây. Rễ cây mình có vẻ khá là nhiều. Làm 4 cái rễ cho một người làm được rồi. Ba chục cái rễ cây mới làm được nha. Thì ra vì một người thôi. Thời gian nó còn lâu lắm. Cái rễ cây là lấy từ mấy trái dâu này là mình phải cắt. Và chết này tới mùa mà chuẩn bị tới mùa khô rồi nè. Tới mùa khô này là to đó nha. Thêm nước không? Nước mình cũng cạn quá nhiều rồi. Thêm nước, thêm nước. Thiếu dân à? Một một đây. 1.3 ngày được 10 nước. 7 ngày thì nó xử lý một lần là 40 nước. 14, 7 ngày là 40 nước. Còn cái này x7 lên là x6 lên phải không? 5. X6 lên. 60 là vừa đủ để đưa qua đây chữa luôn cũng được. Mình nấu được 30 dĩa thức ăn rồi nè. Bây giờ thiếu một số cái rễ cây á. Có chuối chưa? Có chuối rồi, có chuối rồi mình đổi qua cái món này. Bên này thiếu rễ cây hả ta?
Mấy cái nhà này ưu tiên làm việc lên, nâng sức cao lên mấy bạn ơi. Lấy mấy cái ghế này về cho tôi. Sao không lấy ghế đây? Ghế cây là mình chỉ có từ cái mà bụi dâu này thôi đó. Có chim bay đầu cũng đẹp quá ha. Mấy cái này tôi nghĩ là mấy cái tài nguyên tương lai mình có thể khai thác được nè. Cái này là cái kho hàng ban đầu của mình. Cái này là quái gì đây? Cái này là thu được những cái tài nguyên của cái tàn tích cổ. Nó sẽ đưa vào một cái công nghệ để mình khám phá lên. Đất mình mới 370 mấy lần. Chắc chuyển cái nhà này sang làm bằng đất đi. Không có làm bằng ghế nữa. À, dân nó vô nó làm việc rồi nè. Mình còn một cư dân nữa à. Chắc nhét vô đây luôn cho rồi. Tôi thì muốn trữ nước thêm. Sắp tới mùa khô rồi. Hết dân rồi. Dân mình mới có 14 người rồi. Một đứa trẻ ra đời nè. Chừng nào trẻ em nó làm được việc đó. Ra tôi chưa? Không có ai làm việc là sao? Thiếu đá hả? Đá đang ở đâu? Đá đang trong cái nhà này nè. Cư dân của mình mỗi mùa nó chỉ cần có 50 nước thôi, nên nó không có quá là quan trọng. Còn lại tôi cắt giảm dân số hết, nhấn nút tab ở đây thì nó hiện ra dân số, mình cứ đút cho nó vô làm việc thôi. Nhà này là cái nhà chuyên để vận chuyển rồi. Tức là ba cái nguyên liệu mình sản xuất cái đầu ra ở đây, phải có cái người trong cái nhà này. Còn là cái nhà vận chuyển đồ ăn trong cái thành phố nữa, rất là nhiều tài nguyên á. Người bình thường á thì sẽ vận chuyển được là chỉ có 10 loại tài nguyên thôi, riêng người trong cái nhà này chuyên gia phân phát luôn thì sẽ chuyển được 20 cái tài nguyên. Bây giờ thì dân nó bắt đầu làm việc rồi. Nó quy trình nó hoạt động lên nè, như nãy là nó ứ cái đầu nước ra, đầu nước vào, đầu rất là nhiều. Bây giờ tôi gắn hai người vô đây là họ làm việc rất là ngon nghẻ. Chúng ta lại bắt mùa đầu mùa mới thêm 6 cư dân nữa nè. Ngon. Bóc lột.
Còn một dân để ngoài đi. Mười cái công cụ này chính ai? Bốn đứa trẻ và bốn người lớn và không có đứa trẻ nào tham gia cả. Bây giờ chúng ta đã đủ để sinh tồn rồi, nhưng mà nó chỉ là cái khởi đầu trước mắt thôi. Để mà sinh tồn trong cái tự nhiên khắc nghiệt này thì người dân chúng ta phải có động lực thêm. Bây giờ phải bắt đầu nghiên cứu làm sao bây giờ. Hàng ngày chỉ để ăn uống thôi thì nó không có động lực gì cả. Quy hoạch những không gian sống dành riêng cho cái sự hòa đọc giải trí. Bây giờ chắc là xây cái khu vui chơi đồ chẳng hạn. Người dân của mình thì cần đồ ăn nước uống là cái thức ăn cơ bản rồi. Tuy nhiên không đáp ứng đủ thì họ sẽ bị yếu. Thiếu nước hoặc là thiếu thức ăn là trở nên yếu. Yếu thì nó sẽ là gây bất lợi cho mình, nhưng mà bất lợi chỗ nào ta? Đây, họ sẽ giảm cái tốc độ làm việc và tốc độ đi lại hơn. Rồi, nói chung là đi chậm với mà năng sức kém. Những cái cách mà cư dân mình có thể chết luôn. Đói nè, khát nè. Rồi bị nguy hiểm như gìn gặp nè, bệnh đi bệnh mà không được chữa trị nè. Mất tích trong một chuyến hành trình đó nè. Dân có hai mươi mấy mạng à, mà khổ vậy. Đây là cái khu vui chơi giải trí cho dân. Mình xây cái ô này vô, nó sẽ định thành cái khu này, thành cái quận huyện gì đó. Rồi. Không đủ chỗ xây rồi. Game này có giờ nhà không ta? Năm ít năm 4 đến 8 người 40 đất. Cái xe la này đáng về lẻ nên để dưới này. Phá hủy công trình thì mình hồi đây 100% tài nguyên luôn cũng đỡ ha. Bây giờ phải xây một cái mà khu trung tâm nè. À nó rất là rộng luôn, rộng khiếp luôn á. Nó bao phủ là một cái khu dân cư của mình rồi. Mình sẽ chọn một cái loại là phù hợp với khu quận của mình. Cái tòa thị chính nè. Sau đó là 6 cái nhà. Cái nhà này mình chưa biết ở đâu. Cái này thư viện nghệ thuật với mà ba cái nhà nhưng mà có căng tin. Hiện tại mình chỉ có ba cái nhà với cái căng tin này thôi. Ủa, có căng tin đâu, có cái bếp à? À có căng tin à, còn cái tòa thị chính này ở đâu ta? Cái này trung tâm chăm sóc sức khỏe. Còn cái này là nơi để tránh nắng. Cái này bàn trang trí với căng tin. À vậy mình có thể chỉ có thể xây được cái căng tin thôi, không có xây được cái gì nữa cả. Đây, xây kế bên cái khu ăn uống của chúng ta luôn. Mấy cái này đã mang tính trang trí là chính. Như cái khu tránh nắng, tránh nóng vậy nè. Xây hai cái đây luôn. Mấy cái này nó cần đá với vỏ cây á. Nhiều. Vỏ cây với rễ cây mình còn nhiều. Trung tâm chăm sóc sức khỏe. Rồi đạt được 300 điểm mà sung túc này thì nó thoải mái. Thiếu cái quán bar rồi nữa nó sẽ cộng 100 điểm nè. Thiếu cái nơi tránh nắng đang xây nè.
con đường xin xò tí, cái kênh lạch dẫn nước gì đó. Một cái nhà lớn, một cái tour guest house, một cái bàn ghế gì nữa. Bây giờ là cái đời sống sung túc của mấy người dân của mình, khi mà đáp ứng đủ những cái tiêu chí này á, thì nó sẽ cho nên vui vẻ, bắt đầu khó tính rồi đó nghe. Bắt đầu chiều chuộng hay gì. Mình có thể đặt mấy cái công trình thi công trong này vào cái khu vực này thì dân nó sẽ vui lên. Rồi ok luôn. Nơi có công viên giải trí, mấy cái đường sông ấm ấm rồi nè, kênh gạch rồi nè, cây cỏ bóng mát rồi nè. Rồi nói chung là xây cái khu ăn chơi cho tụi nó. Bây giờ bui một cái vườn đây cái phòng. Không có đặt xây nhà ha. Tôi thấy cái bình nướng này để ở đây nó hơi hiu á. Nhưng mà giờ mình đâu có dời được. Chơi ngu rồi. Thực ra là cần cái khu đồ ăn này hơn nè. Khu đồ ăn này nó cũng có nước trong đây luôn. Nên cái bình chứa nước tôi xây ở đây là quá ngu rồi đó. Đáng lẽ nên để đâu đó bên này thôi. Để ngay chỗ này. Thiệt tình. Mười công cụ. 10 đất và cái này để gì? À, có 90 lần rồi, thoải mái rồi. Bây giờ mình còn nghiên cứu cái gì nữa không ta? Mấy cái này nghiên cứu rồi chứ anh. Hết dân nữa rồi. Đây cái làng của mình lên 230 điểm rồi. Ngon. Tokyo mình xây được mấy cái bàn cho nó ăn chơi nữa nè. Trên tay này không cần người hết ta. À bên này là trung tâm chăm sóc sức khỏe, hết dân rồi, hết dân rồi. Bây giờ không cần thu nhập tài nguyên nhiều nữa đâu. Rèn cũng chỉ cần một người thôi. Nước cũng quá nhiều rồi nè. Nấu ăn hai người. Mỗi mùa, mùa của mình đồ ăn đâu ta? Mỗi mùa nó sẽ ăn 250 cái đồ ăn này. Mình bây giờ cũng có khá nhiều rồi. Rồi ok, cứ để nó được rồi đó. Bây giờ cái thành của mình lên 330 rồi. Xây được thêm cái quán trà nữa. Mấy cái con đường nữa. Có cái cây này ở trong là nó trừ 10 á. Có cái lò rèn là nó trừ 50, trời ơi. Xây cái lò rèn ra ngoài. Xây cái lò rèn xuống đây. Chơi gì mà xây xong rồi mới nói. Cái lò rèn nó nằm ở đâu vậy? Dở luôn cái lò rèn này. Chúng ta chuyển cái lò rèn xuống đây. Ủa sao vẫn còn bị trừ 50? Thì với ta từ từ. Tôi giỡn cái lò rèn coi mà. Game lỗi à?
8 cái công trình thêm mà mấy cái bàn rồi thêm ba cây đèn nữa. Ba cái đèn nữa hả? Mấy cây cỏ này mình chưa có trồng được, nhà này cũng chưa có xây được, quán trà cũng chưa có xây được luôn. Cái con kênh lạch này cũng chưa có nữa. Nhưng mà cái lò rèn giờ đi rồi. Đá mình 285 nè. Ê, sao đứng ghê mày? Trời ơi, giật mình. Tôi dọn cái lò rèn rồi mà anh. Nhưng mà cái này chắc nó thông báo thôi, khi nào nó có màu xanh như thế này á nó mới tính, nên tôi đã xây cái lò này ra rồi. Cho 4 cư dân vào đây làm việc. Rồi ok. Chúng ta có thêm 6 người vào làm việc nữa. Cái gì nữa đấy? Bắt đầu cái thời gian tư duy của chúng ta. Có hai cái loại mà hai cái cơ chế chính trong cái trò chơi này á, một là nghiên cứu còn hai là đi khám phá. Khi bắt đầu trò chơi á thì hầu hết cái công trình chúng ta là chưa thể xây dựng được, phải cần thiết không thông qua cái việc khám phá như thế này. Khám phá nghiên cứu công nghệ á, thì nó cho mình mấy cái kỹ năng công nghệ này, cái việc khám phá luôn, gia tăng sản xuất gì đó. Còn bên cái nghiên cứu cái văn hóa này á, sẽ cho mình cái điểm cộng đồng, cái điểm mà sống thư thả nhưng mà quan tâm về cái đồ ăn. Nhức đầu quá. Khi khám phá cái này á, bản đồ trên thế giới á, chúng ta sẽ cần cái cư dân của mình đi đến cái vùng đất đó khám phá những cái điều mới mẻ như cái giống cây trồng hay là cái đồ vật gì đó. Những cái nghiên cứu này được có thể tìm thấy thông qua một cái gọi là table, giống máy tính bảng gì đó. Máy tính bảng này nó sẽ gồm loại là 4 loại nè: cây trồng mới nè, tài nguyên mới nè, cư dân mới nè, kiến thức mới nè. Nhức đầu quá vậy. Từ từ, bây giờ F2 cho giảm tốc độ xuống đã. Xây cái nhà nghiên cứu mới. Này là gì đây? Này là gì? Ưu tiên cái nhà này hơn chứ. Xây cái nhà nghiên cứu này, sau đó xây tiếp tục một cái mà hút đi khám phá. Nó nằm đâu vậy? Ủa nó nằm ở đâu? À, mình phải mở cái nhiệm vụ nghiên cứu ở trong cái bộ mà nghiên cứu này trước rồi mới xây được cái liều khám phá này. Rồi hiểu. Bây giờ thì chưa có đâu, xây xong cái nhà này đi nghiên cứu cái đã. Đây thì đưa dân vào nghiên cứu chọn cây kỹ năng khám phá hả? Đây là nó chớp chớp nè, phải không? Nhiệm vụ đi khám phá của mình nè, sẽ unlock được cái công trình rồi. Bắt đầu nghiên cứu, thời gian nghiên cứu là 10 ngày. Bên này là cái gì? Ủa, cái hình cầu ở trên à, nó chia cái quận ra làm đôi thôi. Bên này thì cần 3 cái nhà nữa là được. Thôi 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 thôi.
mấy cái mỏ đá này lâu lâu nó tự trồi ra hay gì đó. Cái này thì không có can thiệp được. Ba dân, bên này 4 dân. Nhiều dữ ta, mình làm hay nhiều đồ ăn này, lên dăm luôn. À, nghiên cứu cái thanh nghiên cứu nó chạy vô này đây, nó là chữ V. Khá nhiều tài nguyên luôn đó. Đây đã nghiên cứu xong. Này nó có cái gì nữa nè? À, cái tòa nhà nãy trong cái điểm tín ngưỡng á, 31 dân. Cái nhà này của mình là 4 dân đi, mình có là 12 cái nhà, 48 dân, còn nhiều lắm, chưa hết nhà đâu, còn cần phải xây thêm. Bây giờ mình xây được cái khu nó đi nghiên cứu, nó nằm đâu vậy? À, đây đây đây, chạy thám hiểm đây. Anh em thấy dân cư ở đây nó sống mà sung túc chưa? Ủa, mấy cái trái dâu ở gần nhà không đứa nào đá đổng nhanh vậy? Trời ơi. Cái này hình như nó mới mọc ra thêm phải không? Chứ hồi nãy tôi thấy làm gì có. Hình như nó mới mọc ra thêm thì phải. Đây, nghiên cứu đây. Cái điểm sáng kỳ lạ. Cái này là cái đun hang động. Cái hồ. Mình có 6 người dân, nó mang theo 6 cái đĩa thức ăn à, gì bèo bọt chứ gì. 12 cái nước sạch. Tối đa là 10, mình có 6 thôi. Vậy là gọi đó hả? À, nó đi mất 3 ngày rồi. 3 ngày là đi là về nữa là 6 ngày. Ở đây là ngày 2, tới ngày 8 nó về tới. Đồ ăn nước uống thì tương đối ổn rồi đó. Cái gì? 390 cái đồ ăn mỗi mùa. À, 130, 130. Nhầm nhầm. Cái này là nó ăn cái nguyên liệu thô, nguyên liệu thô luôn á, cần này nguyên liệu đeo qua chế biến rồi nè. Một mùa nó 130 thôi. Cái đoàn thám hiểm đã đến nơi. Nghiên cứu này cũng là ok nè. Ủa? Này sao không nghiên cứu được? Đã nghiên cứu thành công. Ủa tự nó nghiên cứu luôn hả? Phải có cát á, thì mình mới nghiên cứu cái này được. Cái này lò rèn cũng đã nghiên cứu rồi. Mấy cái này nghiên cứu rồi chứ này. Tự nó có à? 20 cái công cụ thì nghiên cứu được cái vòng. Cộng 2 qua ti phót ngon. Nâng cao cái chất lượng của cái trái dâu mình hái lên. Cái này cũng nâng cao chất lượng cái rau mình hái lên nữa. Tôi nghĩ hai cái nghiên cứu đó rất quan trọng đó.
Khi mà cái đoàn thám hiểm đến nơi này á, có một cái hang động rất là nhỏ nằm trong này. Khi mà kích hoạt cái hang động á, thì có một cái cầu thang đi xuống hả? Có một cái khu quảng trường rất là rộng luôn. Bây giờ mình làm cái gì với cái phát hiện này đây? Có một số cái bức vẽ trên tường hay gì? Này là cái gì? Thử uống nước. Điên à? Đây có một vết trên cái bia này nè. Đây là cái thành phố dự kiến nhưng mà chưa bao giờ được xây dựng hết. Nó là chỉ là một con máy chiếu chứa đựng ký ức về một cái tham vọng trong tương lai thôi. Giống anh em mà thiết kế công trình xây dựng đó, đưa ra cái bản vẽ với mà mấy cái chiếu 3D lên cho nó đẹp á. Nhưng mà chưa kịp xây nữa thì con nó chơi này. Rồi, bây giờ thử uống nước nè. Còn 20% điểm tín ngưỡng. Điểm tôn giáo bây giờ nó quay về. Mình cho nó đi luôn được không? Không, nó phải về mới đi được. À đây là cái điểm mà thoải mái của dân cư mình nè. Tín ngưỡng mình mới có 60 à. Là cái này đó hả? Cho nó lên 360 rồi tối đa. Sau đó là cái điểm kiến thức lên được 80 nè đó. Có bốn loại á, là xã hội, kiến thức, đời sống, văn hóa. Kiến thức này tăng sao ta? Thôi tiếp đi, nó về tới rồi, cho nó đi qua đây luôn. Mình xây được cái gì mới không? Mấy cái nhà này thì xây rồi hết, mấy cái này cũng rồi hết. Ủa cái này là trung tâm nghiên cứu mình hình như chưa có nè. Thiếu tài nguyên gì ta? Cái này chỉ là cái phòng thí nghiệm thôi. Còn cái này trung tâm nghiên cứu nè. Ủa có rồi. À nó là cái mở cái cây thám hiểm, trời ơi. Cái cây nhánh nghiên cứu. Ủa nó nghiên cứu xong luôn nè. Tiếp theo là cái này. Cờ, cờ quốc gia, những tưởng niệm. Đợt này xây gọn gàng hơn, đất mình còn rất nhiều luôn. Cái khu này là một cái nơi sa mạc đó nhưng mà mặt đất nó rất là khô ráo luôn. Để có kết cấu bị cái rạn nứt giống như là những cái tia sét đánh xuống. Bây giờ mình đi theo tảng đá hoặc là phân tích cái tảng đá nó di chuyển. Tôi nghĩ cái trên là tín ngưỡng còn cái dưới là công nghệ đó. Đây là học tập nè, lấy cái giữa thôi. Nghiên cứu cái tảng đá này mất 6 ngày. Ok. Ủa mình không có công nhân làm việc hả? À nó đi giờ này. Mình lập cái đội thám hiểm 6 người nó đi hết rồi. Ủa? Đang nghiên cứu hả? À chưa xong. Cái About Git Workshop nè. Đây là có thể chấp nhận cái công việc là cắt tỉa hoặc hái lượm. Hồi nãy nhớ một cái cây á, dạng hình như cây nấm á, phải không? Cây... không phải cái cây mà cải bắp nè. Đó nó có ghi cái nhà About Git Workshop nè. Rồi,
Chắc xây mở được cái nhà đó là xây thử coi nó làm sao. Cái này dạng như cái tòa thị chính của thành phố vậy. Nè, nhận được một cái máy tính bảng rồi. 4 ngày sang bên bển. Bốn trăm bốn này khá là cao luôn. Ủa thiếu người á, đủ 4 người nó mới bắt đầu à, nó lên mà lên chậm. Đủ nè. Để nó xây xong cái này đi. Thôi, bớt người lại. Bây giờ đi khám phá cái vùng đất bên này. Nhìn như mà cái lăng tẩm mộ của kim tự tháp vậy á. Dưới này là đừng nói là cái hồ bơi nha. Ở trong này là đặt cái nghe vàng của mình lên này ngồi. Tòa nhà thì chính vậy đó. Này khu vườn hoa ăn chơi. Để duy trì cái hạnh phúc của người dân á thì tụi nó ngồi đây tán nhảm cả ngày luôn. Uống 10 cái bình nước. Nước thì mình nhiều lắm ơi, thu nhập một số cái cuộn chỉ này thứ ơi. Bên này là còn những cái thứ khác nữa, đảo nè, cái ngọn khói bốc lên trời nè, cái khu cắm trại nè, rất là nhiều thứ để mình nghiên cứu bên đó luôn. Nhà này xây lâu phết nha, này mình nghiên cứu xong nữa nè. Này là sao? Nhà đó là cái nhà nào vậy? Đây 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 đây. Được, cái nhà này được đặt trong này. Không sao hết. Tiếp tục đi nghiên cứu cái khu lửa trại này đi. Nhà này sẽ chuyên hái những cái cây nấm. Cái dưa hấu này không được. Cái nho này mình có thể hái tay nè. Cái bắp này mình cũng có thể hái tay luôn. Nói chung cái nào bằng tay thì mình có thể dùng cái nhà mới được á. Nên cái nhà hái tay này chắc không cần nữa nè. Những cái nhà nào liên quan đến hái tay mình sẽ thay bằng cái nhà này hết. Thủ công mỹ nghệ. Nghiên cứu gì nhanh dữ vậy nè. Con đường bằng đất sét. À phải có cái tòa thị chính cái đã. Tòa thị chính mình vẫn đang xây à.
Cái này cũng vậy luôn. Canteen với chỗ tránh nóng thì mình đã nghiên cứu rồi. Bên này mình có thể cho thêm 5 cái người vận chuyển vào nữa. Ấy không cần thiết cho lắm. Cái này mình chờ cái tòa thị chính xây xong cái đi. Chín mấy phần trăm rồi. Cái gì cái gì? Lịch sử mà những người kể chuyện kể lại đều quen thuộc, đều rất là quen thuộc đến hầu hết những mọi người đây. Chứng mất trí nhớ đang lây lan từ làng này sang làng khác. Trẻ em không nhận ra khuôn mặt của cha mẹ. Những cái lời tiên tri đầy sáo ngỗng trở nên không thể giải thích được. Sau cái màn trình diễn á, thì mình đã lấy lòng được những cái người khán giả này và cái câu chuột kể chuyện của mình. Các nghệ sĩ bắt đầu gieo lên cái bề mặt đục đục của họ một cái tia hy vọng nào đó. Rồi, mình nên ghi lại những cái câu chuyện này phải không? Bốn cái lựa chọn đây. Lựa chọn gồ gục xí ngầu thì tôi thấy hiu lắm. Kể một câu chuyện đầy tính hy vọng. Thôi thử gục xí ngầu ra. Chả được cái quái gì cả. Tôi không biết mấy cái lựa chọn đó thì sau này mình có khác biệt nhiều quá. Nhà này lâu quá vậy đó. Đây, đây lên nè, bắt đầu nghiên cứu được rồi đó. Hai ngàn rưỡi điểm không? Nhưng mà cái này là sao đó? Đi phân tích cái nguồn sáng bí ẩn nè. Nó chớp nháy trên bầu trời. Có khả năng nào là cái này không? Cái này nè. Ủa đâu có tiêu rồi? Nãy có cái chớp nháy đây mà. Chưa xong nữa. Rồi chưa nghiên cứu xong. Ủa, nó nghiên cứu là nghiên cứu trong cái nhà này hả? Ờ đúng rồi. Ờ nó sẽ thay cái nhà nghiên cứu bên này luôn. Bởi vì cái nhà này làm quái vậy? À cái này là dạng nghiên cứu về những cái mà văn hóa, còn cái này nghiên cứu về mặt công nghệ. Làm sao phân biệt được? Phân biệt bằng cách nào ta? Từ từ. Cái gì? Hết nước hả? Ây da. Hết nước là mệt trong người đó nha. Ủa sao méo được? Áo. Không cái nào được hết trơn á. Méo ổn rồi. Không hiểu cái nhà này hoạt động cho lắm. Thì sao? Tôi bí rồi đó. Với lại mình cũng chưa biết được cái nào là tín ngưỡng còn cái nào là tôn giáo. Đây nè,
trừ cái dòng dưới này. Cái này công nghệ tôn giáo gì? Một hai ba bốn tám, tám cái. Tám cái trong đó có nhiều cái nhỏ nữa. Năm ngày nữa. Và quên cho nó đi thám hiểm nữa chứ. Hết nước sạch rồi nó không mới đi được. Hết đất luôn rồi hả? Tôn nhiều quá thì tôn nhiều quá rồi, không cần nữa đâu. Đồ ăn mình cũng khá là nhiều rồi, nên bớt lại một người đi. Ủa, mấy cái nhà này lột ngoài luôn rồi nè. Chết rồi, dân sắp chết khát hết rồi, dạ da. Mình có mỗi cục đất ở đây thôi. Mà sao nước của mình nó tiêu nhanh dữ vậy ta? Bắt đầu dân nó chết đói chết khát rồi. Tôi cũng có muốn đâu. Hãy tính ra là nhiêu ta? 48 phải không? 12 x 4 48 đúng rồi. Có nước rồi, có nước rồi. Cho nó đi thám hiểm. Không có dân, dân ở đang xây nhà. Tính ra thì mình lấy nước bẩn vẫn còn rất là nhiều á, nhiều nước bẩn á, nhưng mà nước sạch mình xử lý không kịp thôi. Chắc cho nó đi đến đây lấy nước á. Ủa đâu có đi được nữa hả? Không nước nữa rồi, tục nhanh bãi. Toàn rồi, toàn rồi. Đau đầu quá. Kìa lên 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 nữa. Rồi đi đi. Mình cúng xong chưa? Xong rồi đó hả? Quán trà, quán trà. 100 nước à, mình tốn nước là do ba cái nghiên cứu này đó. Mình tốn nước là do mấy cái nghiên cứu này. Trời ơi, hèn gì. Này còn 20 tôn nè, cho nó chạy đỡ trong thời gian đó đi. Cái nhà này để làm gì trời?
nó có làm được méo gì đâu. Ủa hình như nó mới mọc thêm mấy cây này nè. Hồi nãy làm gì có đâu. Ừ, mấy cây mới nè. Chịu, không biết cái nhà này nó làm việc như thế nào luôn. Bớt dần ra đi. Hóa ra thiếu nước là do mình đi mình nghiên cứu quá đà. Nước bẩn của mình nó lên tới 130 rồi. Thì mấy cái nhà máy này nó xử lý sợ không kịp á. Hai ngày nữa sắp tới mùa khô nữa trời. Lấy nước về hoặc là khám phá cái khu vực này có 60 nước thôi, kệ có nhiều đó nhiều. Xong cái quán trà. Mấy cái này thì mình chưa có mở được. Ủa cái gì đây? Cái này mình có thể phân tích được mấy cái môi trường. Hiện tại mình chỉ phân tích được mấy cái bề mặt thôi. Giờ mình phân tích được mấy mặt đất và trên cái lòng đất luôn. Nước vừa vào cái là nó bay sạch liền luôn á. Còn thám hiểm sắp đem nước về tới rồi. Dân chúng ta sống hết khác rồi. Mà tới mùa khô thì chúng ta lại toan tiếp. Làm bốn nước. Bốn nước. Tục như tục quần luôn á. Bảy ngày nó sẽ làm ra được là 20 nước. Tức là bốn cái nhà này 7 ngày nó ra được 80 nước. Một mùa 40 ngày. Từ 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 để tôi tính. Một mùa 40 ngày này. Tức là chia nhân 6 anh đi. 8 nhân 6 458 làm tròn xuống 470 thôi. Một mùa mình tạo ra được 470 nước lận. Dân mình chỉ xài 143. Vậy mình có thể nghiên cứu khoảng là 300. Nghiên cứu 300 trong một mùa luôn. Cũng ngon. Này gì vậy? À cái máy tính bảng mình cho mình mở ra cái này. Shopping Wood. Nghiên cứu luôn. Sắp đủ nước mình mới nghiên cứu được quán trà đó, trăm nước lận. Hạt giống mới, lấy hạt giống mới. Lưu 2 ga. Con rắn màu xanh hả? Rắn khổng lồ màu xanh hả? 2 ga.
Nên coi Marvel chắc biết mấy cái này. Nước bẩn của mình thì 1.3 ngày 10 nước. 7 ngày 20 nước. X4 của 1.3 lên là 5.2, mình vẫn thừa nước bẩn. Một cái hạt giống mới có tên gọi là Luhai Gakkai á, thì mình có thể tương tác với môi trường bằng cách sử dụng cái lan này, không hiểu gì hết. Đây. Nhà này nhà Havet à? Là cái nhà gì đó? Cái cabin, bây giờ mình ngoài hai cái cắt tỉa đó thì mình có thể gieo hạt nữa. Hai cái cắt tỉa đó mình có thể gieo hạt. Cái lửa màu đỏ đó tôi nghĩ là cái nhiệm vụ chính tuyến á. Chúng ta gán hàng gửi điểm đi đi khai phá cái đó. Ủa không có đổi được hả? Vì phải xây thêm một cái nhà nữa này. Cái gì? Đi nhanh dữ vậy? Thử một vài cái món mồi trên cái chỗ này thì mình trừ mất 20 cái đĩa đồ ăn với 20 nước luôn. Khám phá được 60 công cụ. Sang một cái mùa mới à. Đây có cái đội gieo hạt như nè, Xuân Phua. Đất bẩn à. Thu nhập hạt giống thì mình bớt vài cái nhặt tay cũng được. Nhiều nước rồi đó, chấm mấy nước rồi, xây được cái quán nhà, học được cái quán trà đó. Thời gian bao lâu? 20 ngày. Chờ đạo gì uống mà lâu dữ vậy? 60 tuần. Còn điểm này thôi. Dân mình nó mới tăng nữa. 48 lần. Tăng thêm 3 đứa nữa thì không sao cả. 4 đứa nữa thì cũng không sao luôn. Đẻ vừa vừa thôi mấy anh ơi. Cái cây này phải mới không ta? Cái cây này mới nè. Sử dụng nước để khám phá cái hang động không sao. Ngon, được một đống đồ luôn. Rủi ro trong cái việc đi khám phá cái hành trình này. Nhóm thám hiểm của chúng tôi đã cho về an toàn sau cuộc hành trình tìm kiếm nguồn gốc của ánh sáng kỳ lạ đó.
Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn như vậy. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm này. Môi trường rất là khắc nghiệt. Phần lớn thì rất là dễ mắc sai sót trong cái mà quá trình nghiên cứu khám phá. Đây là cái điểm thịnh vượng của thành phố. Thì hai cái này nó sẽ cộng dồn với nhau, nó sẽ tăng thành cái điểm này của chúng ta. Cái điểm của cái quận với mà điểm của ngôi nhà. Nữa hả? Có một cái cộng đồng mà bị lãng quên trong quá khứ gần đây thì đang phát triển rất là mạnh luôn. Dịch dịch cái đoạn này. Bất chấp mọi nguy hiểm thì thế giới không còn được coi là một mối đe dọa nữa. Nó còn được coi là một cánh cửa rộng mở. Tuy nhiên mọi người đều biết rằng ngay sau khi có dấu hiệu mà sơ ý một tí á. Ôi, chữ nhiều quá. Ủa xong luôn nè. Chưa được 2 gửi điểm nữa. 47 dân chưa có ai chết. Thời gian chơi là 1 tiếng gửi. Chúng ta qua được 7 mùa, 9 ngày. Rồi. Ok. Coi như là xong cái phần tutorial. Continue là tiếp tục á. Về main menu là coi như kết thúc cái đợt tutorial. Có thời gian rảnh thì tôi chuyển qua chơi cái một cốt truyện này. Sau đó thì cái phần mà sandbox này á, chơi nó rất là tốn thời gian luôn. Đương nhiên rồi, sandbox mà anh em có thể tự do làm bất cứ cái gì mình muốn. Nên tôi nghĩ cái phần sandbox này chúng ta để dành khi con game review ra mắt đi. Đợt này thì tôi cũng giveaway cho anh em. Tranh thủ giúp mà quay cho anh em luôn. Phẩm gài mà lâu quá thì quên đó. Chắc là giúp quay 2 kia luôn á. Để cộng dồn coi như 2 lần đi. Nói chung là hai con game ngoài tầm phủ sóng hết đó. Con game ngoài tầm phủ sóng thì nó đây, của tôi đây. Còn con game này thì bị bổ qua sóc dưới 10-20 đánh giá là nó đây. Rồi, bây giờ chúng ta giveaway đã. Giveaway đợt này chắc tôi giveaway cho anh em luôn hai con game á. Tại vì để cũng khá lâu rồi. Lời đóng rồi đã. Tham gia thì đây. Không biết có anh em nào điền trùng không? Tôi sắp xếp lại cái đã. Rồi ok, trước mắt là không thấy ai điền trùng hai lần cả. Nên bây giờ chúng ta vô giveaway luôn. Đợt này tôi là gửi cho anh em hai game nhỏ nha. Tôi cũng không biết là game gì nữa. Không biết game gì luôn. Cái đợt này thì cái đợt mấy cái sự kiện event lần trước sợ team họ gửi á. Cũng lâu dữ lắm rồi. Rồi nói chung là quay 10 lần nha. Quay 10 lần, lần thứ 5 với lần thứ 10 thì chúng ta lãnh giải thôi. Notepad cũng mất luôn. Notepad đâu vậy? Trời, Notepad bây giờ mà nó mở chậm vậy đó hả? Một trong những cái công cụ ghi chú mà ưu tiên cho tốc độ nha. Coi nè. Anh Windows này làm không được. Godot gì đây nó vậy? Hàng gì nó nặng, nó lót không nổi cái file này. AMD T66T gì đó. Stop. Rồi 10 bông. Đây chúng ta có hai giải đây, 10 vòng, lần thứ 5 thì chúng ta win 1, còn lần thứ 10 chúng ta win cái giải thứ 2. Coi như đợt này được trao hai giải.
Do hôm gài bận quá nên chưa có thời gian giúp quay á, nên lần này coi như cộng dồn đi. Rồi chúng ta bắt đầu lần thứ nhất. Khoan, quên chỉnh thời gian rồi, nó tốn tới 1 phút lận. Đang quay nó không cho chỉnh luôn. Rồi độc ác. Nhờ đó anh, tốn mất 1 phút cuộc đời luôn nữa rồi. Cái gì? Hỏi Nam Mết POZ Thượng Lê Lê Cốt Man Bi Tham. Đợt này nhiều anh em mới luôn nha. An Quanh. Cái gì? Hi Gây Gì vậy? Hai Gây Gì Isa Đi Mi Gung Chân Thành. Ông nội này nói rồi. Trôi qua đi, trôi qua đi. Ông này ông tăng tỷ lệ nhiều lắm. Thanh Niên Béo này cũng trúng nhiều quá. Nói chung là ba ông này ông nào cũng trúng nhiều hết trơn á. Tôi trao giải với người muốn thuộc lòng ba ông này luôn rồi. Rồi Béo Sô-cô-la để tăng thêm một cái ghét trong số 30 người chơi này nữa. Nói chung là tăng 3.3% rồi đó. Giảm cái thời gian lại. Cái hình rồi, cái hình đây. Lần thứ hai tăng ghét là ai đây? Lại vô này nữa. Còn mấy thím mà nhân phẩm cao vời vợi không luôn, không dùng cho ai hết. Số 2, số 3. Nhạc này giống nhạc mà con game Let's Cool đúng không? Leon Scott. Số 3, nhanh gọn lẹ đi. Bình B. Nữa à. Quang béo rồi, con béo này cũng tăng tỷ lệ lên thì cũng vậy à. Rồi số 4, lần thứ 5 này là ăn luôn nha, nên tôi sẽ tăng thời gian lên 1 phút. Đây, lần thứ 5 này chúng ta ăn cái giải đầu tiên. Tôi vẫn chả biết game gì đâu. Có hai ba kỳ nhỏ nhỏ á, hồi trước event tham gia hồi gửi á. Có gì lỗi thì anh em cứ báo tôi gửi lại kỳ khác. Mấy game mini thì dép gửi nhiều lắm, không có thời gian chơi. Từ chối cũng nhiều nữa, nhưng mà cái đó thì họ thích họ gửi qua email đâu chẳng hạn, cũng đâu biết được. Thì thời gian chơi thì lâu lâu rảnh rảnh thì mới lên chơi mấy con game xây dựng như thế này nè. Xây dựng anh em chơi mà anh em ngừng một tí thời gian sau anh em chơi lại nó vẫn được. Chủ yếu nhớ cách xây với mà nhớ công trình bố trí là được. Còn mấy con game như nhập vai đồ anh em quên quét cái là đi luôn. Với lại xây dựng mình dễ phao game nữa, và dễ thoát game thì nó lưu tự động rất là đơn giản. Gà vàng, mã đen, béo, xinh sai. Mã đen hả? Hay là béo đây? Rồi kiểu này qua ông béo 1 khúc luôn rồi. Ông trúng giải hoài luôn á. Không nhận cho ai hết. Độ 55. Tố cáo người chơi. Rồi chúng ta quay lại cái tăng ghét từ lần thứ 6 đến lần thứ 10. Không béo trúng một lần này không có trúng nữa nha. Trúng nữa thì tôi để tiếp tục quay nữa, mỗi người một kỳ thôi. Đây, đặt cho ông số 1, số 2 kế bên luôn. Số 6. Hỏi Namết VOZ hả? À? Anh em là người Namết thiệt đó hả? À? Anh Quánh. Anh Quánh bên VPN. Số 7. VPN mà mỗi lần tôi mở VPN là tôi lại không vô được. Trong một máy tính này chúng cũng nhiều lắm rồi. Aida Git này thì tôi mới thấy mới nè. Số 8. Số 9 là ai? Rồi lần thứ 10. Lần thứ 10 là lần cuối luôn thì chúng ta sẽ thắng luôn. Licon hả? Hai cái tên như thế này chắc ăn anh em rồi. Anh em này cũng ăn cái ghép khá nhiều nè. Số 9. Rồi lần này là chúng ta win luôn nha. Giải thứ 10 tôi gửi anh em 2 kg luôn. Sao bài, sao bài 39 người. Trung bình mỗi người là 2.51%.
Đây nè, vô này nè. Sao nó cứ quay hoài vậy gì? Béo Nam hết hay là trọng võ hay là Trang Thành? Cái này ông Nam hết hoặc là Trang Thành này, hai ông này giành giải với nhau thôi. Nam hết nè, Trang Thành nè. Phải không? Hay là Thần Ly? Thần Ly, trời ơi. Anh em đặt tên POZU nên tôi cũng chả biết ai ai nữa. Ủa, bấm vô cái ra luôn mà cái gồ vai của anh em nè. Sao nhìn giống cà lôi quá vậy? Tham gia ngày 5 tháng 5. Giải này mở mà ngày 11 tháng 5, ngày 5 tháng 5 thì trước đó có game Ngao Du biến khơi nè. Kệ tôi inbox cho anh em luôn. Cà lôi cũng phải đăng nhập vô nhận nha. Từ ngày thứ hai tới giờ là anh em chưa online rồi. Là 20 tháng 5 tới giờ rồi. Kệ tôi đánh lén tôi gửi cho anh em không nhận thôi, chứ anh chịu. Đúng là nhân phẩm. Rồi chúc mừng anh em Thượng Lê, đây đây luôn nè. Được giải số 2. Với ai nữa ta? Với hình niên béo này và một giải nữa. Đây. Rồi, tôi sẽ trao giải cho hai anh em. Rồi có thời gian thì tính mở cái giveaway nữa sao? Dẫn cái link như cũ thôi. Có thời gian tôi mở đây. Game này Ngao Du dưới biển khơi là con game mà... Là con game này nè. Ship HC á, game này nó cũng khá nổi luôn rồi đó. Tôi thêm vào nó thư viện ngày 2 tháng 5 rồi. Không biết game này ra mắt chưa? Mới ra mắt mà 200 lượt đánh giá, có điều hơi mít xịt tí nha. Ngày 23 tháng 5 là mới ra mắt ngày hôm qua luôn á. Lúc trước thì anh em trúng cái giải này thì bây giờ có thể chơi thoải mái rồi đó. Đây nè, lần trước thì thanh niên, tên thanh niên luôn á hả? Thanh niên 19 này trúng. Ủa, thanh niên đó trúng cái con Lanet Gaptor mà. Nhân phẩm cao phết á. Còn đợt trước nữa thì biết Evil gì đó. Rồi, có thời gian tôi mở tím game cho anh em để lựa lựa game nào hay hay ngon ngon á thì giveaway. Tới đó là tính. Rồi ok ba anh em. Trúng hoài không nhường ai hết. Code. Ủa đâu phải ông này đâu phải không? Cái ông tên là Linh. Rồi, ok bye bye anh em.